tức là bệnh lý này nó có thể kéo dài trên 12 tháng, hoặc là có một số trường hợp khi mà người ta điều trị thì nó mặc dù là nó có đáp ứng, nhưng một thời gian sau khi tiến hành chỉ định giảm liều hoặc là ngưng thuốc thì cái bệnh cảnh này nó có thể tái phát trở lại. Về xét về mặt sinh lý bệnh thì người ta thấy rằng là cái cơ chế của cái bệnh cảnh ITP á, thì nó có một cái cơ chế chính, đó là những cái tiểu cầu cảm ứng khi mà nó bị gắn những cái tự kháng thể bất thường nó sẽ bị phá hủy bởi hệ thống phòng nội mô, đó là cái cơ chế chính. Còn một số trường hợp khi người ta xét về về mặt cơ chế của cái bệnh lý ITP thì người ta thấy rằng bên cạnh cái chuyện phá hủy những cái tiểu cầu cảm ứng đó, thì nó sẽ gặp một số cái tình huống là những cái kháng nguyên quy định cái chức năng của tiểu cầu, thì nó khi mà gặp những cái tự kháng thể chống lại những cái kháng nguyên mà quy định chức năng của tiểu cầu, ví dụ như kháng nguyên GB2B3A hoặc là kháng nguyên GB1B9, thì nó có thể gây rối loạn chức năng của tiểu cầu bên cạnh cái chuyện là làm giảm số lượng tiểu cầu. Thì đầu tiên là mình tiếp cận về cái cơ chế chính của bệnh cảnh ITP, thì cái cơ chế này đó là cái cơ chế giảm số lượng tiểu cầu đã gắn những cái tự kháng thể bất thường. Thì các bạn nhìn ở trên hình ảnh đây là những cái hình minh họa tiểu cầu ha. Các bạn nhìn đây là hình minh họa của tiểu cầu, thì xét về mặt bản chất thì tiểu cầu nó là những cái mảnh bào tương, tức là nó không có một cái cấu trúc tế bào hoàn chỉnh, nó chỉ là những cái mảnh bào tương mà thôi. Tuy nhiên trên bề mặt của tiểu cầu thì lúc nào nó cũng tồn tại những cái kháng nguyên quy định những cái đặc điểm của tiểu cầu. Thì tính tới thời điểm hiện tại, người ta ghi nhận là có khoảng trên 23 hệ thống kháng nguyên quy định cái đặc điểm của tiểu cầu. Thì ở trong đó có những cái kháng nguyên có mang những cái chức năng, mang đặc điểm về mặt chức năng, tức là nó đóng một cái vai trò thực hiện cái chức năng của tiểu cầu, tức là cái chức năng cầm máu và lọc máu. Bên cạnh đó có những cái kháng nguyên nó cái chức năng nó chưa có rõ ràng. Thì ở trong cái phần này thì người ta sẽ giới thiệu với các bạn là những cái kháng nguyên thực hiện chức năng. Ví dụ như đây là kháng nguyên GB1B9 lycoprotein, tức là cái bản chất của cái kháng nguyên này đó là lycoprotein, thì người ta hay viết tắt từ cái từ là GB1B, người ta gọi là GB1B9. Thì cái kháng nguyên GB1B này nó có vai trò rất là quan trọng trong việc kích hoạt cái chức năng của tiểu cầu, bằng cách là khi tiểu cầu nó di chuyển trong lòng mạch máu, thì các bạn biết là một cái lòng mạch máu mà nó không có tổn thương gì hết thì tiểu cầu nó sẽ ở cái trạng thái đó là ở cái trạng thái không có được hoạt hóa, thì nó sẽ di chuyển trong lòng mạch máu đến khi nào nó gặp những cái tổn thương của tế bào nội mô của mạch máu, hoặc là những cái trường hợp ví dụ như những cái mạch máu nó xuất hiện những cái mảng xơ vữa nhiều quá, thì tiểu cầu nó di chuyển đến khi nó gặp những cái cấu trúc đó thì nó sẽ đến nó kết dính vào những cái vị trí mà mạch máu bị tổn thương, hoặc là những cái nơi mà mạch máu xuất hiện những cái mảng xơ vữa. Thì cái vai trò của GB1B nó giúp thực hiện cái việc kết dính tiểu cầu vào những cái nơi mà có những cái mảng xơ vữa, hoặc là những cái nơi mà tế bào nội mô bị tổn thương lộ ra cái lớp collagen. Và khi cái tiểu cầu nó gắn kết vào những cái vị trí này thông qua cái kháng nguyên GB1B9 thì nó sẽ thực hiện cái việc kích hoạt cái hoạt hóa của tiểu cầu, và tiểu cầu khi này nó được hoạt hóa nó sẽ chuyển qua cái giai đoạn là tiểu cầu bị kích hoạt, và nó sẽ thay đổi hình dạng, nó phồng to, nó trải rộng, và nó có thể phóng thích những cái chất để tham gia vào cái quá trình cầm máu và đông máu. Cái kháng nguyên thứ hai thì muốn giới thiệu với các anh chị đó là cái kháng nguyên lycoprotein 2B3A, thì người ta biết tắt là GB2B3A. Thì bên cạnh cái chức năng đó là kết dính vào tế bào nội mô mạch máu và thực hiện cái việc hoạt hóa tiểu cầu để tiểu cầu có thể tiết ra những cái chất tham gia vào quá trình cầm máu và đông máu, thì những cái tiểu cầu này nó còn có khả năng là nó ngưng tập, tức là những cái tiểu cầu nó dính lại với nhau thành một cái đám tiểu cầu. Thì thông qua cái vai trò rất là quan trọng của cái kháng nguyên GB2B3A, thì kháng nguyên GB2B3A này là cái kháng nguyên mà nó giúp cho những cái tiểu cầu này gắn kết lại được với nhau. Thì trong cái trường hợp cái sơ đồ này thì người ta đang mô tả về một cái bệnh cảnh, về cơ chế bệnh cảnh của ITP, nhưng mà trong trường hợp này những cái tự kháng thể chống lại kháng nguyên trên tiểu cầu đó là những tự kháng thể thuộc nhóm là anti GB2B3A và anti GB1B9. Đây các bạn thấy nè, những cái tự kháng thể nó gắn với cái kháng nguyên GB1B9 và tự kháng thể gắn với kháng nguyên GB2B3A. Thì tiểu cầu khi nó gắn những tự kháng thể này
nó sẽ chuyển thành dạng tiểu cầu cảm ứng. Đây các anh chị, đây là tiểu cầu cảm ứng, tức là những cái tiểu cầu mà nó có gắn tự kháng thể. Và những tiểu cầu cảm ứng này nó sẽ tiếp tục cái vòng tuần hoàn của nó sẽ di chuyển trong lòng mạch máu. Và khi nó đi qua những cái cấu trúc của hệ võng nội mô, ví dụ như là ở gan và ở lách, và ở trong cái bệnh cảnh này thì cái vai trò rất là quan trọng đó là vai trò ở lách. Thì khi nó đi ngang qua lách đó các anh chị, thì ở trong lách nó sẽ có những cái cấu trúc, đó là những cái đại thực bào có nguồn gốc từ tế bào monocyte. Thì đại thực bào các anh chị nghe tên là các anh chị biết rồi, đại tức là lớn, thực bào là chức năng nó là tiêu diệt tế bào. Thì những cái cấu trúc đại thực bào này nó sẽ nuốt những cái tiểu cầu cảm ứng vào bên trong qua một cái cơ chế, đó là ở trên bề mặt đại thực bào nó sẽ có cái vị trí gắn, đây là vị điểm gắn, người ta gọi là Fc receptor. Và những cái tự kháng thể này nó sẽ có một cái cấu trúc đó là Fc. Thì khi nó bắt cái tiểu cầu cảm ứng này, nó sẽ bắt thông qua cái vị điểm Fc và nó bắt ngay tại cái vị trí là Fc receptor. Khi nó bắt được những cái tiểu cầu cảm ứng, nó sẽ nuốt tiểu cầu cảm ứng vào bên trong và nó sẽ tiêu hủy cái tiểu cầu này. Thì ngay tại cái thời điểm này, số lượng tiểu cầu ở trong vòng tuần hoàn nó mới bị giảm xuống ha. Và cái việc phá hủy của những cái tiểu cầu cảm ứng sẽ thực hiện chủ yếu là ở những cái đại thực bào, ở gan, ở lách và những cái cấu trúc khác của hệ võng nội mô. Thì quay lại cái hình cái sơ đồ lớn này, thì ở đây các bạn sẽ thấy đây, đây là đại thực bào ở lách đây ha. Thì đại thực bào nó sẽ bắt giữ những cái tiểu cầu cảm ứng và nó sẽ nuốt tiểu cầu cảm ứng này vào bên trong. Đây là nuốt vào bên trong rồi. Thì bên cạnh cái việc mà thực hiện chức năng đó là bắt giữ và tiêu diệt những cái vật thể lạ, thì những cái đại thực bào này nó còn thực hiện một cái chức năng nữa trong cái đáp ứng miễn dịch của trung gian tế bào, đó là cái chức năng trình diện kháng nguyên. Thì đại thực bào này nó sẽ trình diện kháng nguyên của những cái vật thể mà nó đã được tiêu diệt rồi. Thì trong trường hợp của bệnh lý ATP này thì nó sẽ trình diện cái kháng nguyên của tiểu cầu lên trên bề mặt nó. Thì các anh chị sẽ thấy ở đây đại thực bào nó sẽ trình diện cái kháng nguyên GB2B3A và GB1B9 lên trên bề mặt của đại thực bào. Đây ha, nó sẽ trình diện lên trên bề mặt. Và sau khi nó trình diện lên trên bề mặt rồi thì nó, những cái đại thực bào này nó sẽ trình diện cái kháng nguyên của tiểu cầu cho những cái tế bào của hệ thống miễn dịch qua trung gian tế bào, đó là tế bào lympho T ha các anh chị. Đây là tế bào lympho T, nó sẽ trình diện kháng nguyên cho tế bào lympho T. Và tế bào lympho T này sau khi nhận biết được những cái thông tin của kháng nguyên trên bề mặt tiểu cầu đã được nhận biết rồi, thì nó sẽ kích hoạt những cái tế bào khác của hệ thống miễn dịch qua trung gian tế bào, ở đây là tế bào lympho B, nên là tế bào lympho B. Và tế bào lympho B nó sẽ thực hiện cái chức năng của nó là sẽ sản sinh ra những cái kháng thể. Và trong trường hợp này, khi nó nhận biết được kháng nguyên thông qua quá trình kích hoạt được tế bào lympho T, thì nó sẽ tiếp tục sản sinh ra những cái kháng thể, những cái tự kháng thể chống lại kháng nguyên của tiểu cầu, đó là chống lại kháng nguyên GB2B3A và GB1B9. Do đó các anh chị sẽ thấy là nó sẽ tiếp tục sản sinh ra anti GB2B3A và anti GB9 để tiếp tục tham gia vào cái vòng xoáy bệnh lý của cái bệnh cảnh ATP. Đó là cái cơ chế đầu tiên, cũng là cái cơ chế chính của cái bệnh cảnh ITP và nó gây giảm số lượng tiểu cầu. Còn một cái cơ chế thứ hai cũng xin đề cập với các anh chị, đó là xuất hiện những cái tự kháng thể và nó chống lại những cái kháng nguyên thực hiện chức năng trên bề mặt tiểu cầu. Thì hồi nãy cũng có nói là hiện tại bây giờ người ta ghi nhận là có khoảng 23 cái nhóm kháng nguyên trên bề mặt của tiểu cầu, nhưng mà trên thực tế thì chỉ có một vài cái kháng nguyên nó có cái chức năng rõ ràng thôi. Còn những cái kháng nguyên còn lại gần như là người ta chưa rõ là cái kháng nguyên này nó có cái vai trò vị trí gì trong cái chức năng của tiểu cầu. Nhưng mà đối với cái bệnh cảnh ITP á, thì người ta thống kê người ta thấy rằng là có khoảng 70% cái trường hợp những cái tự kháng thể đó là anti GB2B3A. Thì trong trường hợp này thì mình đang đề cập đến cái những cái tự kháng thể đó là anti GB2B3A. Thì các anh chị nhìn đây là một cái hình ảnh của tiểu cầu đang ở trạng thái trơ, tức là ở trạng thái không có hoạt động. Thì ở trên bề mặt của tiểu cầu sẽ có những cái kháng nguyên ha, những cái kháng nguyên GB2B3A chưa có hoạt động gì hết trơn. Và khi những cái tiểu cầu này nó được kích hoạt bởi những cái cấu trúc, ví dụ như là được kích hoạt bởi epinephrine trong trombosan A2 hoặc là trombin gì đó vân vân,
Thì nó tiểu cầu này nó các anh chị sẽ thấy nó thay đổi hình dạng đây để nó thực hiện chức năng, nó sẽ phồng to ra, trải rộng, đôi khi hình thành những cái chân giả. Và ở bên trong của tiểu cầu thì nó sẽ có một số hạt, ví dụ như hạt đậm và hạt alpha để nó thực hiện cái việc bài tiết ra những cái yếu tố tham gia vào cái chức năng, thực hiện chức năng của tiểu cầu, ví dụ như những cái protein kết dính hoặc là những cái yếu tố đông máu để thực hiện cái quá trình đông máu. Thì các anh chị thấy là bên cạnh đó thì nó sẽ còn có những cái kháng nguyên ở trên tiểu cầu, nó đã được hoạt hóa rồi đây. Đây là kháng nguyên CB2B3A đã được hoạt hóa. Thì trong một cái hoàn cảnh thông thường thì cái kháng nguyên CB2B3A này, đây là cái vị trí để thực hiện cái việc ngưng tập của tiểu cầu thông qua cái gián tiếp bởi những cái protein kết dính, và protein kết dính trong trường hợp này đó là fibrinogen. Thì các anh chị thấy đây là một tiểu cầu, đây là hai tiểu cầu và đây là ba tiểu cầu, và ba tiểu cầu này nó đã được kết nối, nó đã được dán chặt với nhau bởi cái protein kết dính thông qua cái kháng nguyên, đây là CB2B3A. À, nó có dính như thế này. Tuy nhiên trong một số trường hợp đối với bệnh cảnh ITP và xuất hiện những cái kháng thể đó là anti CB2B3A, thì đây là anti CB2B3A, thì những cái kháng thể này nó sẽ đến nó khóa chặt lại cái kháng nguyên CB2B3A trên bề mặt của những cái tiểu cầu đã được hoạt hóa, và khi này thì tiểu cầu này nó không còn gắn kết được với những cái protein kết dính như là fibrinogen hoặc là fibronectin nữa, và do đó khi cái hai này. Và có một anh nào đó chưa có tắt mic, anh gì tắt mic gì. Và khi cái kháng nguyên CB2B3A này nó được khóa với những cái từ kháng thể rồi thì nó sẽ không có gắn kết được với những cái protein kết dính nữa. Do đó các anh chị thấy là cái chức năng ngưng tập của tiểu cầu nó không có được thực hiện nữa. Ha. Do đó các anh chị thấy là bên cạnh cái chuyện là cái cơ chế của bệnh cảnh ITP là giảm số lượng tiểu cầu gây chảy máu, thì ở trong những cái trường hợp mà tự kháng thể là những cái tự kháng thể chống lại kháng nguyên thực hiện chức năng, thì nó sẽ còn có một cái tình trạng đó là giảm chất lượng của tiểu cầu và có khả năng gây nặng nề hơn cái tình trạng chảy máu của cái bệnh cảnh ITP. Một cái vấn đề muốn đề cập với các anh chị nữa đó là về những cái nguyên nhân mà có thể gặp ở trên một cái bệnh cảnh của bệnh nhân có chảy máu do giảm số lượng tiểu cầu. Ví dụ như khi các anh chị tiếp cận với một cái bệnh nhân bị chảy máu mà nguyên nhân các anh chị xác định được là do giảm số lượng tiểu cầu, thì cái vấn đề rất là quan trọng ở đây là các anh chị phải xác định được cái nguyên nhân gây giảm số lượng tiểu cầu của bệnh nhân này là cái gì hả, và ứng với một cái bệnh cảnh giảm số lượng tiểu cầu trên bệnh nhân thì mình sẽ có một cái phương pháp điều trị riêng biệt. Và trong cái nội dung ngày hôm nay, tại sao lại đề cập đến cái nguyên nhân này, là bởi vì xin thưa với các anh chị là tính tới thời điểm hiện tại với những cái kỹ thuật về cận lâm sàng, tức là những cái xét nghiệm tại Việt Nam, thì cái việc ví dụ như các anh chị thấy là nãy giờ mình nói về cơ chế của cái bệnh cảnh ITP á, thì cái việc mà mình xác định được những cái mình định danh được những cái tự kháng thể chống lại kháng nguyên của tiểu cầu trong cái bệnh cảnh ITP đó là về mặt lý thuyết, tức là người ta thấy rằng là những cái bệnh cảnh ITP này sẽ có sự xuất hiện của những tự kháng thể chống lại kháng nguyên trên bề mặt tiểu cầu. Nhưng mà trên thực tế để định danh những cái tự kháng thể này là việc cực kỳ khó khăn các bạn, và hiện tại ở Việt Nam với những cái kỹ thuật cận lâm sàng tại Việt Nam thì cũng chưa có một cái cơ sở y tế nào công lập cũng như là ngoài công lập có thể thực hiện cái việc định danh những cái tự kháng thể chống lại kháng nguyên trên bề mặt tiểu cầu. Do đó tính tới thời điểm hiện tại, cái việc chẩn đoán cái bệnh cảnh ITP này nó vẫn dựa vào một cái chẩn đoán như xưa, đó là chẩn đoán loại trừ, tức là các anh chị khi đứng trước một cái bệnh cảnh bệnh nhân có chảy máu do giảm số lượng tiểu cầu thì các anh chị phải loại hết tất cả những cái nguyên nhân có thể gặp gây giảm số lượng tiểu cầu cho bệnh nhân, thì khi đó các anh chị mới được quyền chẩn đoán một cái bệnh cảnh ITP. Và cũng xin nói với các anh chị luôn là khi hướng dẫn cái bài này á, và cũng như là khi khi cho các anh chị thi á, thì một cái lỗi mà mình hay thường gặp và năm nào cũng vậy, đó là cái bệnh cảnh ITP này các anh chị cứ cứ hay là một cái bệnh cảnh nữ trẻ tuổi và vì chảy máu, các anh chị xét nghiệm ra số lượng tiểu cầu giảm thì các anh chị chẩn đoán là ITP, các anh chị điều trị, nhưng mà trên thực tế như vậy thì không đúng.
Tại vì bên cạnh cái chuyện là ITB gây giảm số lượng tiểu cầu thì nó còn rất là nhiều nguyên nhân khác. Mà nếu mà các anh chị không có tìm ra được nguyên nhân mà các anh chị đè, các anh chị điều trị ITB luôn thì cái hiệu quả của việc điều trị thì nó không có rõ ràng. Nhưng mà khi mà các anh chị điều trị ITB thì cái nguy cơ xuất hiện những cái tác dụng phụ của thuốc thì rất là cao. Do đó thì mình cần lưu ý là khi chẩn đoán một cái bệnh lý thì cái vấn đề rất là quan trọng. Cái vấn đề rất là quan trọng là mình phải tìm cho được nguyên nhân, tìm cho được cái nguyên nhân của cái bệnh cảnh này là gì để mình thực hiện cái việc điều trị cho nó chính xác. Thì đầu tiên khi xét về mặt nguyên nhân của bệnh cảnh ITP cũng như là những cái bệnh lý huyết học khác, ví dụ như những cái bệnh cảnh như là giảm thiếu máu ha, giảm hemoglobin hoặc là giảm số lượng bạch cầu vân vân, thì mình cũng sẽ chia, các anh chị cũng sẽ tiếp cận như thế này cho nó dễ dàng. Đầu tiên là các anh chị sẽ chia nhóm những cái nguyên nhân nó thuộc về trung ương, tức là những cái nguyên nhân ở tủy xương, và những cái nhóm nguyên nhân ở ngoại biên. Thì đối với cái nhóm nguyên nhân ở trung ương thì người ta sẽ gặp một số cái bệnh cảnh, ví dụ như bệnh cảnh đầu tiên đó là suy tủy thực sự, tức là một cái bệnh lý mà nguyên nhân là do cái tủy xương gặp vấn đề, và khi đó cái việc thực hiện cái việc tạo những cái tế bào máu ở tủy xương nó bị trục trặc, và hậu quả là giảm việc sản sinh những cái tế bào máu trưởng thành. Thì cái bệnh cảnh suy tủy thực sự này là cái bệnh cảnh suy tủy mà mình hay đề cập đến, tức là các anh chị hay nói là chẩn đoán ca này là suy tủy, chẩn đoán các ca là suy tủy. Nhưng mà trên thực tế khi các anh chị chẩn đoán một bệnh cảnh suy tủy thì các anh chị phải nói là suy tủy thực sự thì nó mới rõ ràng, để các anh chị có thể phân biệt được với một cái bệnh cảnh đó là suy tủy tiêu hao. Đây là bệnh cảnh suy tủy tiêu hao. Suy tủy tiêu hao tức là một cái bệnh cảnh mà cái tủy xương, cái khả năng tạo những cái tế bào máu bình thường của tủy xương nó vẫn ổn, nhưng mà ở trong tủy xương bây giờ nó sẽ xuất hiện những cái tế bào bất thường, và những cái tế bào bất thường này nó tăng sinh quá nhanh, nó tăng sinh quá nhanh và nó dẫn đến một cái hậu quả là nó sẽ chèn ép cái việc tạo những cái tế bào máu bình thường, và gây hậu quả là những cái tế bào máu trưởng thành ra ngoài màng bệ biên nó bị giảm xuống rất là nặng ha. Thì trong cái bệnh cảnh suy tủy tiêu hao này thì các anh chị có thể gặp những cái bệnh cảnh ví dụ như là bạch cầu cấp, bệnh cảnh loạn sản tủy, tức là cũng là một cái dạng tủy sản ác tính của những cái tế bào máu, hoặc là những cái ung thư xâm lấn vào trong tủy xương ha. Bên cạnh đó thì còn có những cái nguyên nhân ví dụ như là thiếu nguyên liệu để tạo tiểu cầu, và cái nguyên liệu tạo tiểu cầu ở đây là cái gì thì xin thưa với các anh chị, đó là những cái nguyên liệu thường gặp trong cái việc cấu trúc nên những cái tế bào, ví dụ như là protein, ví dụ như là lipid, là lipid. Thì bên cạnh đó còn có những cái chất kích thích để sản sinh ra tiểu cầu, ví dụ như là thrombopoietin. Và một cái nguyên nhân nữa có thể gặp trong cái nhóm bệnh lý mà ở trung ương nó gây giảm số lượng tiểu cầu đó là trường hợp không có mẫu tiểu cầu bẩm sinh. Đây thường gặp đó là những cái bệnh lý như di truyền các anh chị, và do khiếm khuyết một cái gen nào đó và dẫn đến một cái tình trạng là những cái tế bào đầu dòng của dòng mẫu tiểu cầu đó là những cái tiền đó là những cái đó là những cái nguyên mẫu tiểu cầu ở trong tủy xương nó không có sự hiện diện của những cái tế bào này, và khi đó thì không có sự hiện diện của những cái nguyên mẫu tiểu cầu thì đương nhiên là không có thực hiện được cái quá trình việt hóa để sản sinh ra những cái tiểu cầu trưởng thành. Đó là những cái nhóm nguyên nhân mà có thể gặp gây giảm số lượng tiểu cầu ở trung ương. Còn đối với những cái nhóm giảm tiểu cầu ở ngoại biên thì khi người ta tiếp cận người ta sẽ xác định đó là nhóm nguyên nhân ở lách có hay là không, hoặc là những cái nhóm nguyên nhân ở trong cái vòng tuần hoàn ha. Thì nhóm nguyên nhân đầu tiên là ở lách. Tại sao người ta phải nghĩ đến ở lách? Bởi vì về mặt sinh lý các anh chị, là những cái tiểu cầu khi mà nó được biệt hóa, nó trưởng thành rồi, nó sẽ được đưa ra ngoài máu ngoại biên, thì khoảng 1 phần 3 tiểu cầu nó trưởng thành khi ra ngoài máu ngoại biên nó sẽ được tập trung ở lách, nó sẽ được tập trung là ở lách ha. Còn 2 phần 3 thì nó mới sẽ di chuyển trong cái vòng tuần hoàn. Và những cái tiểu cầu mà khi các anh chị đo đó, các anh chị đo, tức là các anh chị đếm số lượng tiểu cầu bằng cái xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, đó là những cái tiểu cầu nó di chuyển trong hệ thống tuần hoàn. Còn những cái tiểu cầu ở lách thì người ta không có đo đếm gì được hết. Do đó nếu mà có một cái vấn đề gì về cái lách, ví dụ như trong những cái trường hợp mà cái lách bệnh nhân to ra, hoặc là một số trường hợp là bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân xuất hiện cái lách phụ, tức là bên cạnh cái lách chính ở cái vị trí lở hạ sườn trái thì bệnh nhân còn xuất hiện thêm một số cái lách phụ nữa,
thì khi đó cái số lượng tiểu cầu của bệnh nhân bị bắt giữ ở lách nó sẽ tăng lên, thì thay vì là 1/3 nó có thể là 1/2 hoặc là 2/3, khi đó thì số lượng tiểu cầu di chuyển trong hệ thống tuần hoàn nó sẽ bị giảm xuống. Và mà khi các anh chị làm cái xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi thì các anh chị sẽ thấy số lượng tiểu cầu của bệnh nhân sẽ bị giảm. Và những cái nguyên nhân ở ngoài máu ngoại vi thì những nhóm nguyên nhân này thì người ta sẽ chia thành là nhóm nguyên nhân miễn dịch và nhóm nguyên nhân không có miễn dịch. Nhóm nguyên nhân miễn dịch thì có miễn dịch nguyên phát và miễn dịch thứ phát. Thì cái miễn dịch nguyên phát tức là giảm tiểu cầu miễn dịch nguyên phát, đó là cái bệnh cảnh ITP hôm nay mình học. Do đó các anh chị tại sao mà mình phải ghi một cái câu rất là dài, mặc dù trước kia các anh chị người ta hay gọi cái bệnh cảnh hệ xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch, nó đã chấm hết rồi, nhưng mà các anh chị thấy nè, các anh chị phải nói là miễn dịch nguyên phát thì các anh chị mới xác định được rõ ràng cái nguyên nhân của cái bệnh cảnh ITP. Còn nếu các anh chị nói miễn dịch thì người ta sẽ lấn cấn giữa nguyên phát và thứ phát. Ví dụ những cái nguyên nhân miễn dịch thứ phát thì có thể là thứ phát sau nhiễm CV hoặc là nhiễm vi khuẩn. Ví dụ như những cái CV như là CV đen đó, tức là trong bệnh cảnh sốt xuất huyết, cái giảm số lượng tiểu cầu đó là nguyên nhân giảm tiểu cầu do miễn dịch thứ phát. Hoặc là những cái CV khác như là HIV hoặc là viêm gan B, viêm gan C, hoặc là những cái CV như là Epstein-Barr virus, hoặc là cytomegalovirus, hoặc là rubella chẳng hạn, hoặc là cái vi nhóm vi khuẩn Helicobacter pylori, thì đây là những cái nhóm CV và những cái nhóm vi khuẩn thường gặp gây giảm số lượng tiểu cầu. Hoặc là những cái bệnh cảnh thuộc về bệnh lý chức năng của tuyến giáp, ví dụ người ta thường gặp là trong cái bệnh cảnh suy giáp có khả năng gây giảm số lượng tiểu cầu, hoặc là những cái bệnh cảnh chức năng tuyến giáp mà thuộc về miễn dịch, ví dụ như là bệnh lý Bardet-Biedl hoặc là những cái trường hợp viêm giáp, thì nó có khả năng ảnh hưởng đến số lượng tiểu cầu của bệnh nhân. Hoặc là những cái nhóm bệnh lý tự miễn tức là bệnh lý hệ thống, ở đây bệnh lý tự miễn là hệ thống, ví dụ như là lupus ban đỏ hoặc là bệnh lý tế bào keo, thì người ta sẽ thấy rằng trong những cái trường hợp bệnh lý này là cơ thể nó sẽ tạo thành những cái tự kháng thể chống lại rất là nhiều cái hệ thống cơ quan ở trong cơ thể, và bên cạnh đó thì có cái những cái tự kháng thể chống lại kháng nguyên của tiểu cầu ha. Thì đây là bệnh lý tự miễn, hoặc là một số trường hợp và sau cái những cái trường hợp ví dụ như là khi mang thai ha, do thai kỳ, hoặc là sau khi chủng ngừa. Còn đối với cái nhóm không do miễn dịch thì thường người ta sẽ thấy là thường nó gặp trong cái nhóm đó là tăng tiêu thụ, tức là giảm số lượng tiểu cầu và tăng tiêu thụ là do cái cơ thể đó sử dụng nhiều tiểu cầu quá. Ví dụ như trong cái bệnh cảnh DIC tức là bệnh cảnh đông máu động mạch lan tỏa, thì cái bệnh cảnh này cái giai đoạn đầu đó là cái giai đoạn tăng đông, và ở trong cái giai đoạn tăng đông này đó là cơ thể sử dụng rất là nhiều các yếu tố đông máu cũng như là tiểu cầu để hình thành những cái cục máu đông. Thì khi đó số lượng tiểu cầu nó sẽ giảm do sử dụng quá nhiều. Hoặc là những cái bệnh cảnh khác ví dụ như là TTP, thì các anh chị cần lưu ý bệnh cảnh này, thì đôi khi các anh chị trên cái thực hành lâm sàng các anh chị sẽ gặp cái bệnh cảnh TTP. Đó là một cái bệnh cảnh người ta dịch ra cái từ tiếng Việt, đó là giảm tiểu cầu huyết thối ha. Cái bệnh cảnh này là những cái bệnh nhân vào viện, bên cạnh cái chuyện là bệnh nhân xuất huyết do giảm số lượng tiểu cầu, thì bệnh nhân còn có một cái tình trạng đó là bệnh nhân bị tắc mạch, và thường trong tình trạng này thường là người ta sẽ tắc những cái vi mạch các bạn, những cái mạch máu nhỏ thôi. Và khi trong cái bệnh cảnh này thì thường người sẽ có một cái vấn đề, đó là người ta sẽ chống chỉ định đối với cái việc điều trị bằng truyền tiểu cầu. Bởi vì người ta ghi nhận rằng là khi các anh chị điều trị, các anh chị thấy số lượng tiểu cầu giảm quá, các anh chị truyền tiểu cầu vô, thì khi đó vô hình chung các anh chị làm tăng cái nguy cơ tắc những cái mạch máu nhỏ. Bởi vì trong cái bệnh cảnh TTP là cái nguy cơ đó là nó sẽ cái số lượng tiểu cầu giảm là do tăng đông ở đây là thường là hình thành những cái huyết thối trong lòng những cái mao mạch nhỏ. Và khi đó nếu mà các anh chị vô hình chung các anh chị truyền tiểu cầu vô, thì vô hình chung là các anh chị sẽ cung cấp một cái nguồn nguyên liệu để cho người ta có thể là để cung cấp cái nguồn nguyên liệu để cho cái việc tăng đông này nó sẽ tiến triển nhiều hơn, và thường là bệnh nhân sẽ tử vong trong cái trường trong cái bệnh cảnh đó là bệnh cảnh tắc mạch. Về triệu chứng lâm sàng của cái bệnh cảnh ITP này, thì nói chung cái bệnh cảnh này về lâm sàng thì nó rất là đơn giản, tức là khi các anh chị đọc cái gọi cái tên bệnh đó là xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch, thì các anh chị thấy là cái tên đầu tiên là xuất huyết, nên cái bệnh cảnh phổ biến nhất rõ ràng
và bệnh cảnh phổ biến nhất đó là sốt huyết. Và cái bệnh cảnh lâm sàng này thì nó những cái đặc điểm của sốt huyết, ví dụ như là khởi phát, ví dụ như là cái vị trí sốt huyết, cũng như là những cái hình thái của những cái mảng sốt huyết, cũng như là những cái sang thương sốt huyết này, nó sẽ phù hợp, nó rất là phù hợp với cái bệnh cảnh sốt huyết cho tụi con. Và cái bệnh cảnh lâm sàng thứ hai đó là thiếu máu. Thì thiếu máu này các anh chị sẽ thấy là đây là dấu cộng và dấu trừ, tức là nó có thể có hoặc là có thể không. Thì cái thiếu máu này khi mà đối với bệnh cảnh ATP thì thường hay nói với các anh chị nó là một cái hậu quả của cái bệnh cảnh xuất huyết, tức là khi bệnh nhân chảy máu ngày càng nhiều thì bệnh nhân sẽ thiếu máu ngày càng sẽ thiếu máu nhiều. Còn nếu một cái bệnh cảnh ATP mà bệnh nhân chảy máu ít hoặc là bệnh nhân không có chảy máu thì cái triệu chứng thiếu máu này nó sẽ không có. Còn đối với về mặt cận lâm sàng, tức là những cái xét nghiệm để cái chẩn đoán cái bệnh cảnh ATP thì nhắc lại một lần nữa thì chẩn đoán xuất huyết giảm tiêu cầu miễn dịch nó vẫn là một cái chẩn đoán loại trừ, tức là sao, tức là mình phải phải loại được hết tất cả những cái nguyên nhân nãy giờ mình đã liệt kê có khả năng gây giảm số lượng tiểu cầu. Thì khi mình loại hết tất cả những cái nguyên nhân đó mà bệnh nhân của mình vẫn không có tìm được cái nguyên nhân nào hết, thì khi đó thì các anh chị được quyền chẩn đoán đó là một bệnh cảnh ATP, mặc dù cái chẩn đoán mà nếu rõ ràng rạch ròi nhất trong cái bệnh cảnh ATP này đó là các anh chị phải định danh được một cái trường hợp là xuất hiện những cái tự kháng thể chống lại kháng nguyên trên bề mặt tiểu cầu, nhưng mà do cái kỹ thuật của mình là chưa có thực hiện được cái kỹ thuật này đó, hiện tại bây giờ mình vẫn là một cái chẩn đoán loại trừ. Thì các anh chị coi là những cái cận lâm sàng để loại trừ là những cái cận lâm sàng nào, và các anh chị cần lưu ý giùm ha. Mình hay bị sót những cái cận lâm sàng này nên các anh chị cần lưu ý. Thì đầu tiên là các anh chị phải thực hiện cái tổng phân tích tế bào máu để các anh chị đánh giá về mặt số lượng của tử cầu như thế nào, mức độ giảm ra làm sao. Mình sẽ thực hiện cái phách máu ngoại biên để mình xem hình thái của những cái tế bào máu trong trường hợp này, có xuất hiện những cái tế bào máu bất thường hay là không. Các anh chị sẽ thực hiện cái xét nghiệm là đông máu để mình loại trừ những cái nguyên nhân chảy máu do rối loạn yếu tố đông máu ha. Mình sẽ cho bệnh nhân làm siêu âm bụng để đánh giá xem mà lách bệnh nhân có to hay không, hay là bệnh nhân có xuất hiện lách phụ hay là không, hoặc là mình sẽ cho xét nghiệm cái bộ ELISA để đánh giá cái nguy cơ bị nhiễm những cái siêu vi hoặc là những cái vi khuẩn, ví dụ như các anh chị sẽ thấy là viêm gan B, viêm gan C, HIV này, CMV, thì người ta sẽ làm cái bộ ELISA để đánh giá cái nguy cơ nhiễm những cái siêu vi này. Hoặc là đối với cái Helicobacter pylori thì trong trường hợp này thì thông thường đối với những trường hợp số lượng tiểu cầu giảm nhiều thì người ta sẽ cho làm cái xét nghiệm máu test nhanh ha, test nhanh người ta làm Helicobacter pylori, test nhanh ở trong máu hoặc là test ở trong phân để người ta đánh giá xem có bị nhiễm hay là không. Bên cạnh đó thì để đánh giá về chức năng tuyến giáp thì người ta sẽ cho xét nghiệm chức năng tuyến giáp, hoặc là để đánh giá cái nguy cơ về những cái bệnh lý hệ thống thì người ta sẽ cho làm xét nghiệm cung trực tiếp hoặc là xét nghiệm kháng thể kháng nhân ANA bằng TDS-DNA. Và khi tất cả những cái xét nghiệm này đều bình thường thì nếu có chỉ định thì người ta sẽ chỉ định cái xét nghiệm tủy đồ để loại trừ cái nguy cơ bị bệnh nhân bị mắc những cái bệnh lý tại tủy gây giảm số lượng tụ cầu. Và khi làm hết tất cả những cái xét nghiệm tìm nguyên nhân này mà những cái xét nghiệm này đều nằm trong giới hạn bình thường thì khi đó người ta sẽ chẩn đoán bệnh nhân của người ta là mắc cái nhóm bệnh lý là xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch nguyên phát. Đây là cái bệnh cảnh lâm sàng. Thì các anh chị sẽ thấy là cái bệnh cảnh xuất huyết của bệnh nhân rất là rõ ràng và cái vị trí xuất huyết rất là đa dạng. Ví dụ như đây là bệnh nhân này là xuất huyết dưới da với nhiều hình thái ha. Đây là những cái chấm xuất huyết, đây là nổ xuất huyết và đây là mảng xuất huyết, tức là xuất huyết khắp nơi và hình thái rất là đa dạng. Bệnh nhân có thể là chảy máu răng ha, bệnh nhân có thể xuất hiện bóng máu ở trong cái vòm họng. Và nhân đây cũng muốn chia sẻ với các anh chị chút xíu là khi các anh chị tiếp cận một cái bệnh nhân chảy máu thì khi các anh chị khám thì các anh chị vui lòng kêu bệnh nhân hạ cái họng ra để khám. Đôi khi các anh chị nói ô cô ơi bữa nay không có chảy máu gì hết, mấy cái xuất huyết cũ ở trên da không, nhưng mà khi yêu cầu bệnh nhân hạ họng ra thì cái họng bệnh nhân đầy máu, bệnh nhân chảy máu răng hoặc bệnh nhân xuất huyết đầy những cái bóng máu ở họng, những cái bóng máu ở ở niêm mạc má hoặc là niêm mạc mũi. Do đó mình chỗ nào mình khám được thì mình phải khám cho người ta.
ở đây là chảy máu răng hay chảy máu mũi, hoặc là những cái vị trí khác như là bệnh nhân ói ra máu, bệnh nhân đi cầu ra máu, bệnh nhân tiểu máu, hoặc là bệnh nhân cường kinh, bệnh nhân rong kinh, vân vân. Đó là những cái bệnh cảnh lâm sàng thường gặp mà của một cái tình trạng chảy máu và bệnh cảnh HTP. Xét về mặt điều trị á, các anh chị thấy là đối với cái điều trị ATP thì điều trị nó dễ thì cũng rất là dễ. Các anh chị có những cái trường hợp mà bệnh nhân mới mắc hoặc là bệnh nhân đáp ứng tốt đối với cái điều trị ATP thì các anh chị chỉ cần điều trị bằng cách là mình xác định cái bệnh lý xong, mình chẩn đoán xong rồi thì mình chỉ cần ráp vô cái phác đồ để mình thực hiện việc điều trị thôi. Còn nó khó, nó cũng rất là khó, tại vì hồi nãy có nói với các anh chị là đối với cái bệnh cảnh ATP ở người trưởng thành thì cái tỷ lệ mà nó kéo dài, tức là cái bệnh lý nó kéo dài thì người ta gọi là bệnh cảnh mãn tính, hoặc là những cái trường hợp mà nó không đáp ứng với việc điều trị thì đối với những cái trường hợp đó thì nó rất là khó và nó sẽ cá thể hóa từng trường hợp. Ví dụ như các anh chị hỏi ở trong trường hợp nào thì tôi phối hợp cái thuốc này với thuốc kia thì xin thưa với các anh chị là nó không có một cái bài bản nào đó cụ thể, thì các anh chị sẽ phải cụ thể hóa trên từng bệnh nhân. Ví dụ như một bệnh nhân này là khác một bệnh nhân kia, là cái phương pháp điều trị nó sẽ khác. Thì trong nội dung ngày hôm nay thì sẽ hướng dẫn với các anh chị về cái thứ nhất là về điều trị một cái bệnh cảnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch mà trong cái trường hợp là bệnh cảnh nặng á, tức là những cái bệnh cảnh cấp cứu. Cái thứ hai là điều trị kiểm soát một cái bệnh nhân thông thường, và cái thứ ba là điều trị kiểm soát trong những cái trường hợp bệnh nhân kháng corticoid. Đó là ba cái mục tiêu của các anh chị khi điều trị một cái bệnh nhân ATP nha. Đầu tiên là về cái nhóm đầu tiên là cấp cứu do cái số lượng tiểu cầu giảm nặng các anh chị. Thì các anh chị nghe cái chữ cấp cứu là các anh chị biết là lâm sàng của bệnh nhân, những cái bệnh nhân này là nặng rồi. Thì đối với cái nhóm bệnh là cấp cứu do giảm tiểu cầu nặng á, thì mình xin chia thành hai cái nhóm mà các anh chị có thể đưa vào cái nhóm cấp cứu giảm tiểu cầu nặng này. Thì cái đầu tiên, cái tiêu chuẩn đầu tiên đó là về cái bệnh cảnh lâm sàng là bệnh nhân chảy máu rất là nặng, những cái chảy máu mà nó có thể đe dọa tính mạng của bệnh nhân nếu mình không có những cái can thiệp kịp thời. Và những cái chảy máu đó thường đầu tiên là các anh chị sẽ thấy người ta xếp vào cái nhóm xuất huyết tạng, tức là những bệnh nhân xuất huyết não hoặc là đe dọa xuất huyết não, đó là rớt vào cái nhóm cấp cứu. Hoặc là những cái xuất huyết ở những cái tạng khác, ví dụ như là xuất huyết ở gan, ở mắt hoặc là những cái tạng bạc khác. Bên cạnh đó thì có những cái trường hợp là bệnh nhân xuất huyết ở niêm mạc, nhưng mà những cái niêm mạc mà về cái mức độ chảy máu rất là nhiều và cái nguy cơ cao, ví dụ như bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa thì đó cũng rớt vào cái nhóm là xuất huyết nặng và mình phải xử trí cấp cứu. Hoặc là những cái trường hợp như là bệnh nhân tiểu ra máu, hoặc là bệnh nhân xuất huyết âm đạo, trong những trường hợp là bệnh nhân rong kinh, bệnh nhân cường kinh, hoặc là bệnh nhân xong huyết, thì những cái trường hợp đó thì các anh chị sẽ đưa bệnh nhân vào cái nhóm đó là cấp cứu. Còn một cái tiêu chuẩn thứ hai đó là khi người ta đánh giá về mặt cận lâm sàng thì người ta sẽ xét nghiệm về số lượng tiểu cầu của bệnh nhân. Thì khi số lượng tiểu cầu của bệnh nhân giảm dưới 10.000 khi mà xét nghiệm thì người ta sẽ đưa bệnh nhân vào cái nhóm đó là cấp cứu do giảm số lượng tiểu cầu nặng. Thì đối với cái trường hợp điều trị này thì đầu tiên á, thường là người ta sẽ tiến hành truyền khối tiểu cầu cho bệnh nhân với mục đích là gì? Đó là cặp máu. Các anh chị lưu ý ha, có một cái vấn đề mà thường gặp đó, trong nhiều năm dạy cái bài này thì thường gặp các anh chị hay nói là khi mình hỏi là vậy thì mục tiêu để mình truyền tiểu cầu trong trường hợp này là cái gì, thì các anh chị hay trả lời đi, mục tiêu giờ tôi truyền lên để tôi nâng số lượng tiểu cầu của bệnh nhân lên trên 50.000, lên trên 100.000 gì đó cho nó an toàn. Thì xin thưa với các anh chị là đối với cái bệnh cảnh ATP thì mục tiêu truyền tiểu cầu nó chỉ có một mục tiêu duy nhất là cầm máu mà thôi. Bởi vì đối với ATP thì khi các anh chị truyền tiểu cầu thì các anh chị không thể dự đoán được số lượng tiểu cầu của bệnh nhân nó thể cải thiện hay là không. Nếu cải thiện bao nhiêu thì gần như chả ai có thể dự đoán được cái chuyện này. Và người ta chỉ với một mục đích duy nhất mà thôi, đó là cầm máu. Bởi vì có những trường hợp là khi trong điều trị ATP á, khi số lượng tiểu cầu ví dụ như đầu tiên là 4.000 điều trị, thời gian cái tự nhiên nó còn có 1.000, 2.000 ha, truyền tiểu cầu vô thì nó còn 1, 2.000, nó sẽ giảm ha. Do đó mình cũng không có gì lấy làm lạ về cái tình huống này nó có thể xảy ra hết trơn. Điều trị thứ hai là mình sẽ sử dụng cái chế phẩm steroid liều cao. Thì gà tùy các anh chị có thể sử dụng methylprednisolone. Các chị lưu ý ở đây là methylprednisolone nhé.
thì người ta sẽ sử dụng metronidazole liều 1.000 mg truyền tĩnh mạch trong vòng 3 ngày. Hoặc là nếu mà các anh chị không thích metronidazole thì các anh chị có thể sử dụng dexamethasone với liều là 40 mg truyền tĩnh mạch trong vòng 4 ngày. Thì em có thể thấy là đối với các thầy ở Sài Gòn cũng như một số bạn ở bệnh viện huyết học thì người ta lại thích sử dụng cái metronidazole hơn, là bởi vì đối với khi mình điều trị metronidazole liều cao như thế này sau 3 ngày thì các anh chị sẽ chuyển qua hết 3 ngày rồi thì các anh chị sẽ chuyển qua một cái liều chuẩn thông thường, tức là một cái liều tấn công thông thường là 1 mg cho 1 kg cân nặng. Các anh chị tiếp tục sử dụng kéo dài. Do đó là khi mình sử dụng liều cao rồi thì mình sẽ có một cái base nền, do đó người ta tương đối là người ta yên tâm hơn. Còn riêng đối với cái dexamethasone thì nó sẽ không có cái liều nền. Các anh chị chỉ sử dụng dexamethasone 40 mg truyền tĩnh mạch trong vòng 4 ngày thì kết thúc 4 ngày đó là người ta sẽ ngưng luôn. Và người ta sẽ đánh giá lại lâm sàng và cái xét nghiệm số lượng tiểu cầu của bệnh nhân. Nếu ổn thì người ta không có khởi động thêm một cái đợt thứ hai. Còn nếu không ổn thì người ta sẽ tiếp tục khởi động tiếp. Một cái phương án điều trị thứ ba đó là immunoglobulin, thì chắc các anh chị dành về cái immunoglobulin này rồi. Bây giờ các anh chị thấy là cái tiếp đồng ngữ globulin, globulin đây chính là kháng thể. Thì cái immunoglobulin là một cái hoạt chất mà nó được chiết xuất từ cái huyết tương, từ những cái huyết tương của người. Và khi người ta chiết xuất từ những cái immunoglobulin ra khỏi huyết tương thì người ta tinh chế thành cái dạng bột mà pha tiêm. Thì immunoglobulin này nó khi mà được sử dụng với một cái bệnh cảnh ITP á, thì nó sẽ có một vài cái tác dụng. Cái tác dụng đầu tiên người ta đánh giá là khi sử dụng immunoglobulin thì một phần nào đó nó có thể trung hòa được cái tình trạng rối loạn miễn dịch đang diễn ra ở trong cơ thể của bệnh nhân. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là khi sử dụng immunoglobulin trong cái bệnh cảnh ITP các bạn, thì các bạn thấy đây nè, đây là cái sơ đồ minh họa về cơ chế sử dụng của immunoglobulin. Đây là cái đại thực bào ha, đại thực bào. Thì trên bề mặt đại thực bào nó sẽ có những cái vị trí gắn, đó là Fc receptor. Thì đây là cái tiểu cầu cảm ứng. Thì thông thường về một cơ chế bình thường của cái bệnh cảnh ITP là những tiểu cầu cảm ứng này nó sẽ đến, nó gắn vào cái vị trí Fc receptor này tại cái đuôi Fc của những cái tự kháng thể bất thường. Nhưng mà khi mình điều trị bằng việc là sử dụng immunoglobulin, thì khi các anh chị truyền immunoglobulin vào cho bệnh nhân thì những cái immunoglobulin này nó sẽ đến, nó gắn trên những cái Fc receptor, nó đến nó gắn và nó khóa những cái đầu Fc receptor lại đó. Thì khi đó tiểu cầu cảm ứng này nó không còn cái vị điểm gắn trên đại thực bào, nên tiểu cầu cảm ứng này nó sẽ tiếp tục di chuyển trong vòng tuần hoàn. Và như vậy thì tiểu cầu cảm ứng nó sẽ không có bị nuốt bởi những cái đại thực bào và số lượng tiểu cầu của bệnh nhân nó sẽ được cải thiện. Và khi người ta sử dụng cái immunoglobulin này thì thường người ta sẽ sử dụng với cái liều là 1 g cho 1 kg cân nặng trên một ngày, và một đợt sử dụng có thể là 2 ngày. Tuy nhiên ví dụ như khi các anh chị sau đại học á, các anh chị đi bệnh viện huyết học thì có thể là có một số anh chị sẽ mở cái phác đồ ra, thì các anh chị có thể thấy là người ta ghi trong phác đồ là immunoglobulin liều 0.5 g cho 1 kg cân nặng trong một ngày, nhưng mà trong những trường hợp đó thì cái thời gian sử dụng của người ta sẽ kéo dài từ 4 cho đến 5 ngày. Do đó các anh chị cũng đừng thắc mắc, ví dụ như mình sử dụng liều cao thì mình sẽ sử dụng trong thời gian rất là ngắn. Thì đây là cái quan điểm của ASHAC, tức là cái hiệp hội huyết học bệnh lý huyết học của Hoa Kỳ, và của các thầy ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn ở trong cái phác đồ của bệnh viện huyết học truyền máu thì họ theo cái quan điểm của Bộ Y tế, tức là trong cái phác đồ điều trị bệnh lý huyết học của Bộ Y tế. Thì các anh chị có thể áp dụng theo cái quan điểm nào cũng được, cũng sao trơn. Dạ. Thì có một số trường hợp thì người ta có thể phối hợp cái phương án điều trị. Ví dụ như người ta có thể phối hợp giữa cái việc truyền tiểu cầu với lại cái steroid liều cao. Người ta có thể phối hợp truyền tiểu cầu với immunoglobulin, hoặc là có những cái trường hợp người ta sẽ phối hợp ba cái phương án này luôn, tức là người ta vừa truyền tiểu cầu vừa sử dụng immunoglobulin và sử dụng steroid liều cao luôn ha. Và có một số anh chị hỏi vậy nè, như vậy thì cụ thể trong trường hợp nào tôi phối hợp như thế nào, thì xin thưa với các anh chị nó sẽ không có một cái bài bản nào nó cụ thể, nó sẽ tùy thuộc vào cái kinh nghiệm lâm sàng cũng như cái quan điểm riêng của từng bác sĩ điều trị, cũng như là cái bệnh trạng cụ thể của bệnh nhân mình là như thế nào. Nhưng mà chỉ xin nói với các anh chị một xíu thôi, tức là truyền tiểu cầu
Thì trong trường hợp này mục đích là cầm máu, nên những cái trường hợp nào mà bệnh nhân có đang chảy máu nhiều, cái tình trạng xuất huyết đang rất là nồng độ, thì mình sẽ tiến hành mình truyền pháp tiểu cầu để thực hiện cái việc cầm máu. Còn đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân trưởng thành ha, hoặc là bệnh nhân không có cái bệnh lý nền về tim mạch, về đái tháo đường, thì người ta sẽ khởi phát là cái steroid liều cao. Còn đối với cái chế phẩm immunoglobulin thì thông thường người ta sẽ sử dụng cho những cái đối tượng là trẻ em nhiều hơn, vì cái thứ nhất là ở trẻ em là cái cân nặng những đứa trẻ này tương đối nhỏ, do đó cái chi phí điều trị nó sẽ thấp hơn. Và cái thứ hai nữa đó là ở trẻ em á, thì khi các anh chị khởi động cái steroid liều cao hoặc là cái steroid cho trẻ em, thì những cái đứa trẻ này nó phải chấp nhận những cái bệnh cảnh mà nó mà thứ phát khi sử dụng mà steroid, ví dụ như là nó làm cho bị rối loạn tâm thần, nó làm cho bị rối loạn về tăng trưởng, về phát triển của những cái đứa trẻ này. Do đó người ta rất là hạn chế sử dụng steroid trên trẻ em. Và cái đặc điểm thứ ba nữa đó là cái immunoglobulin này nó là một cái kháng thể với cái cơ chế tác động như hồi nãy đã trình bày với các anh chị. Và một cái đặc và bên cạnh đó thì cái thời gian tác động của cái immunoglobulin thì nó chỉ có giới hạn một cái thời gian ngắn, thì người ta ghi nhận là thời gian tác dụng của nó khoảng từ 2 cho đến khoảng 8 tuần, và trung bình là nó sẽ dao động khoảng từ 3 cho đến 4 tuần là phổ biến nhất. Do đó thì đối với cái cơ chế bệnh sinh đó các anh chị, cơ chế bệnh sinh hồi nãy mình đã nói đó, khoảng 80% trường hợp là do rối loạn hệ thống tự miễn, nên trẻ em cái bệnh cảnh ITP này là phải nó sẽ từ dần dần nó ổn định. Nên đối với một số trường hợp trẻ em có chỉ định điều trị thì cái việc của mình là mình sẽ nâng cái số lượng tiểu cầu của những cái đứa trẻ này lên, trong cái giai đoạn mà số lượng tiểu cầu giảm nhiều rồi, sau đó thì thường những đứa trẻ này nó sẽ ổn định luôn. Còn đối với cái bệnh cảnh ITP ở người trưởng thành thì đa số trường hợp nó sẽ tái bị tái lại rất là nhiều lần, do đó khi các anh chị sử dụng khi immunoglobulin thì cái thời gian tác dụng nó ngắn quá, thì có khoảng vài tuần. Thì nếu các anh chị sử dụng immunoglobulin thì đáp ứng vài tuần sau đó nó sẽ tái bệnh trở lại, nên khi immunoglobulin người ta rất là hạn chế sử dụng cho người trưởng thành, ngoại trừ những cái trường hợp đặc biệt thôi. Cái tiếp đó là điều trị kiểm soát một cái bệnh nhân. Thì các anh chị biết là một cái bệnh cảnh ITP á, xin lỗi anh chị xíu nha. Trong cái điều trị cái bệnh cảnh ITP thì hồi nãy á, là cái phần dịch tễ học mình có nói là có một số trường hợp điều trị hoặc là một số trường hợp không, thì đúng vậy, tức là những cái bệnh cảnh ITP khi người ta chẩn đoán xác định ITP rồi thì không phải cứ là 100% trường hợp người ta sẽ khởi động điều trị cho bệnh nhân. Chỉ có những trường hợp nào bệnh nhân có cái lâm sàng tương đối nặng nề, ví dụ như tình trạng xuất huyết của bệnh nhân, người ta nghĩ đây là xuất huyết mức độ có đáng kể, hoặc là cái thứ hai là số lượng tiểu cầu của bệnh nhân dưới 30.000 thì người ta mới khởi động điều trị mà thôi. Ví dụ như bệnh nhân có một cái tình trạng, xin lỗi xíu, tôi nghe nè, Phúc Nguyên nó học tới 5 giờ lận bạn ơi. Bạn không ấy thì bạn rước Thục Nghi với rước Quỳnh Anh về tôi đi, còn Phú Nguyên để xíu ba nó về đi rước. Vậy ha. Anh ơi, Phú Nguyên nó học tới 5 giờ, Quỳnh Anh thì 4 rưỡi không quên nó rước luôn, khoảng 5 giờ anh hãy ra qua rước Quỳnh Anh. Về cái chỉ định điều trị á, thì với những cái trường hợp người ta đã chẩn đoán ITP rồi mà số lượng tiểu cầu nó có giảm, nhưng mà giảm chưa tới mức dưới 30.000, thì trong trường hợp đó người ta chỉ theo dõi, và cái thời gian theo dõi đó nó sẽ tùy thuộc vào số lượng tiểu cầu cũng như là tùy thuộc vào cái tình trạng bệnh nhân ra làm sao. Ví dụ như là một cái bệnh nhân chẩn đoán ITP nhưng mà số lượng tiểu cầu là 100.000, thì khi đó người ta có thể theo dõi thời gian nó tương đối nó giãn ra xíu, tức là cái mức độ giảm số lượng tiểu cầu nó không có được, không có quá nhiều. Nhưng mà có những cái trường hợp ví dụ như chẩn đoán ITP nhưng mà số lượng tiểu cầu nó rất là tiệm cận với cái ngưỡng điều trị, ví dụ những điều trị của mình là 30
trong trường hợp là số lượng tiểu cầu của bệnh nhân là 40 chẳng hạn, thì các anh chị có thể theo dõi ở cái mức cái thời gian nó nhập hơn. Ví dụ mình sẽ theo dõi một tuần, sau đó mình thấy ổn thì mình có thể giãn ra một xíu, có thể là 2 tuần. Và sau một cái thời gian là thấy bệnh nhân số lượng tiểu cầu cứ dao động khoảng 40-50 ngàn, thì khi đó cái thời gian mình có thể giãn nhiều hơn. Và đương nhiên khi các anh chị giãn thời gian ra thì các anh chị phải tư vấn bệnh nhân cho rõ ràng về cái nguy cơ, về những cái dấu hiệu mà bệnh nhân phải phải đến cơ sở y tế gần nhất. Ví dụ như bệnh nhân có chảy máu, hoặc là bệnh nhân có nhức đầu, bệnh nhân có nôn mói gì đó vân vân, thì những trường hợp đó bệnh nhân phải đến khám ở cơ sở y tế. Hoặc là đối với cái tình trạng xuất huyết thì ví dụ như một số trường hợp bệnh nhân chẩn đoán là ITP, bệnh nhân có chảy máu răng, nhưng mà khi đối với cái tình trạng xuất huyết này, cái việc của mình là mình phải loại trừ được những cái nguyên nhân tại chỗ. Bởi vì có những cái trường hợp bệnh nhân bị ITP nhưng mà chảy máu răng không phải là nguyên nhân là do giảm tiểu cầu, mà bệnh nhân do nguyên nhân tại chỗ. Ví dụ như bệnh nhân bị viêm nướu, bệnh nhân bị sâu răng chẳng hạn, thì nó vẫn có khả năng là gây chảy máu. Hoặc là trong những cái trường hợp ví dụ như bệnh nhân là tiểu máu, đây là một cái trường hợp cụ thể đó. Có một cái mình có một cái bệnh nhân đó, bạn đó 16 tuổi, đại chẩn nó là lupus ban đỏ mà có một cái hậu quả đó là giảm số lượng tiểu cầu. Thì khi điều trị thời gian thì số lượng tiểu cầu của bạn này dao động khoảng từ 46 cho đến 50 ngàn. Nhưng mà bạn đó bị tiểu máu đại thể và tiểu máu toàn bãi, tiểu máu rất là nhiều, máu đi tiểu là nước tiểu máu đổ tươi luôn. Thì khi đó đứng trước một bệnh nhân như vậy thì các bạn phải đánh giá rằng là khi mà số lượng tiểu cầu của bệnh nhân trên 30 ngàn, gần như là cái mức độ chảy máu của bệnh nhân sẽ không có nhiều đến mức như vậy. Và các bạn phải nghĩ đến cái nguyên nhân tại chỗ của bệnh nhân có hay là không. Thì trong trường hợp đó thì mình cho bệnh nhân đi tiến hành đi nội soi bàng quang, thì phát hiện là bệnh nhân xuất hiện cái u bàng quang và bệnh nhân chảy máu do cái u bàng quang chứ không phải bệnh nhân chảy máu do ITP. Do đó các bạn lưu ý là khi cái chỉ định điều trị của bệnh cảnh ITP á, thì mình sẽ dựa vào số lượng tiểu cầu và tình trạng xuất huyết. Và các bạn phải lưu ý là tình trạng xuất huyết này nó phải liên quan tới số lượng tiểu cầu giảm, chứ không phải là bệnh nhân này xuất huyết do những cái nguyên nhân khác. Và khi mình tiến hành điều trị thì mình sẽ điều trị theo phác đồ. Ở đây mình sẽ sử dụng prednisolone ha, tức là nó sẽ có một cái sự khác biệt nho nhỏ giữa cái trường hợp là bệnh nhân bệnh cảnh cấp cứu do giảm tiểu cầu nặng, thì người ta sẽ tính liều bằng metin prednisolone. Nên các anh chị lưu ý là người ta sẽ sử dụng những cái chế phẩm là metin prednisolone để người ta tính liều. Còn đối với cái bệnh cảnh là trong một cái trường hợp mà ITP điều trị thông thường không phải là cấp cứu thì người ta sẽ sử dụng liều là prednisolone nha. Với cái liều là 1 mg cho 1 kg cân nặng trong một ngày, và thời gian sử dụng là từ 4 cho đến 6 tuần. Mình sẽ sử dụng, đây là cái thời gian tấn công. Thì khi các anh chị điều trị như vậy á, thì các anh chị vừa điều trị và các anh chị vừa đánh giá cái đáp ứng của bệnh nhân ra làm sao. Ví dụ như có những cái trường hợp mà bệnh nhân điều trị đáp ứng rất là sớm, thì hướng là các anh chị là nên giảm liều sớm cho bệnh nhân để các anh chị hạn chế cái tác dụng phụ. Ví dụ như là khi mới có điều trị khoảng 1-2 tuần, số lượng tiểu cầu của bệnh nhân đáp ứng rất tốt, 200 ngàn, thì khi đó các anh chị giảm liều đi, các anh chị đừng chờ nữa. Còn ví dụ như nó chỉ đáp ứng nhẹ nhẹ thôi, từ 10 ngàn, từ 15 ngàn lên 30 ngàn, 32 ngàn, 33 ngàn, thì các anh chị khoan hãy giảm liều. Anh chị giảm liều sớm quá thì nguy cơ nó sẽ tái phát cao hơn. Và cái chế phẩm thứ hai đó là immunoglobulin, thì người ta sẽ sử dụng với cái liều là 1 gram cho 1 kg cân nặng trong một ngày, và một đợt sử dụng sẽ là 2 ngày. Hoặc là nếu các anh chị sử dụng với liều là 0,5 gram cho 1 kg cân nặng, thì các anh chị sẽ sử dụng với thời gian là khoảng từ 4 cho đến 5 ngày. Thì tùy mình quyết định cái phương án điều trị như thế nào, thì cái thời gian điều trị nó sẽ tương ứng với cái liều của sử dụng cho bệnh nhân. Và đối với cái immunoglobulin này thì hồi nãy có nói với các anh chị, tức là người ta sẽ sử dụng ưu tiên cho cái nhóm đối tượng đó là trẻ em. Và về mục tiêu điều trị của cái bệnh cảnh ITP thì đối với cái mục tiêu điều trị ITP á, thì người ta có một cái câu như thế này, là người ta sẽ cố gắng người ta nâng số lượng tiểu cầu lên trên 30 ngàn với cái liều thuốc thấp nhất. Là tại vì sao? Ví dụ nha, khi một cái bệnh cảnh ITP mà khi sử dụng thuốc liên tục rồi, thì khi người ta sử dụng với cái liều là 2 viên prednisolone 5 mg, tức là liều tổng liều là 10 mg cho một ngày, số lượng tiểu cầu của bệnh nhân là 50 ngàn. Nhưng mà khi người ta giảm xuống
một viên prednisolone tức là liều 5 mg thì số lần tiểu cầu của bệnh nhân là 35 ngàn. Thì như vậy người ta sẽ chọn cái liều nào để duy trì cho bệnh nhân? Thì xin thưa với các anh chị là người ta sẽ sử dụng với cái liều là 5 mg một ngày thôi. Bởi vì sao? Bởi vì khi số lượng tiểu cầu trên 30 ngàn thì gần như là cái nguy cơ xuất huyết của bệnh nhân rất là ít khi nào có xuất huyết. Và người ta sẽ dùng với cái liều thuốc thấp nhất để hạn chế cái tác dụng phụ có thể gặp ở ở trên những cái bệnh nhân này. Ví dụ như là tác dụng phụ khi khi sử dụng steroid, ví dụ như là bệnh nhân bị loạn thần với sử dụng steroid, bệnh nhân bị tăng huyết áp, bị đái tháo đường, bị hủy xương, trong những cái trường hợp bệnh nhân bị loãng xương chẳng hạn, hoặc là bệnh nhân bị những cái đó là nội tiết khác do bệnh nhân sử dụng cái steroid liều cao và kéo dài. Một cái phần kế tiếp và cũng là cái mục tiêu của các anh chị sau đại học đó là mình sẽ điều trị một cái trường hợp ITP kháng corticoid. Thì như thế nào gọi là kháng corticoid? Tức là khi người ta đã sử dụng cái steroid để điều trị rồi, hết cái thời gian tấn công là bước tới 6 tuần rồi mà số lượng tiểu cầu của bệnh nhân vẫn chưa đáp ứng, tức là vẫn còn dưới dao động dưới 30 ngàn, thì khi đó mình đánh giá là kháng corticoid. Và hướng của mình trong những trường hợp này là mình sẽ giảm liều corticoid cho bệnh nhân, giảm liều nhanh corticoid để hạn chế cái tác dụng phụ từ corticoid, và mình sẽ chuyển sang cái phương án điều trị khác. Thì những cái phương án điều trị này bao gồm là cái thứ nhất là anti-D, cái thứ hai là rituximab, cái thứ ba là etrombomab và cái thứ tư là carfilzomib. Thì trong bốn cái phương pháp này thì các anh chị có thể là áp dụng cho bệnh nhân bất cứ phương pháp nào mà mình thấy phù hợp với bản thân của bệnh nhân, ví dụ như phù hợp với độ tuổi, phù hợp với bệnh lý nền, phù hợp với cái kinh tế của bệnh nhân, phù hợp với cái điều kiện tái khám của bệnh nhân. Thì cũng nói với các anh chị một xíu về đầu tiên là về sử dụng anti-D. Thì cái anti-D này chính là cái kháng thể chống lại kháng nguyên D, tức là kháng nguyên của nhóm máu rhesus trên bề mặt hồng cầu. Thì đối với cái trường hợp người ta sử dụng anti-D để điều trị cái bệnh cảnh ITP các anh chị, một cái điều yêu cầu bắt buộc phải có là bệnh nhân này phải có nhóm máu rhesus D dương. Phải có nhóm máu rhesus D dương tính thì người ta mới sử dụng anti-D để điều trị ITP được. Như vậy thì người ta điều trị với cơ chế nào? Tức là khi người ta truyền anti-D vào cho bệnh nhân, người ta sẽ sử dụng với cái liều là 50 đến 100 microgram trên 1 kg cân nặng, và người ta sử dụng là thường là một đợt là chỉ sử dụng truyền một lần duy nhất mà thôi. Và sau khi truyền rồi người ta sẽ theo dõi và đánh giá cái hiệu quả của sử dụng anti-D như thế nào. Nếu có đáp ứng thì người ta sẽ theo dõi tiếp, còn nếu không có đáp ứng thì người ta có thể xem xét xem là có sử dụng lại một cái liệu trình điều trị hay là không. Và nói về cơ chế của điều trị, tức là người ta sẽ sử dụng anti-D, người ta tiêm truyền vào cơ thể của bệnh nhân với mục đích là những cái anti-D này khi vào trong cơ thể thì nó sẽ gắn lên trên bề mặt của hồng cầu ở vị trí là cái kháng nguyên D. Tức là trong những cái trường hợp này sau khi sử dụng anti-D thì hồng cầu nó sẽ gắn những cái kháng thể bất thường. Và những cái hồng cầu gắn cái kháng thể anti-D này nó sẽ tiếp tục nó di chuyển trong vòng tuần hoàn, và khi nó đi qua gan lách và hệ võng nội mô thì nó có thể nó bị bắt giữ bởi những cái đại thực bào. Tức là hay nói nôm na một cái vấn đề là điều trị anti-D trong cái bệnh cảnh ITP kháng corticoid, đó là cái người ta đang sử dụng một cái phương pháp là thế mạng, tức là người ta cứu cái tiểu cầu nhưng mà người ta dùng cái hồng cầu. Thay vì tiểu cầu bị phá hủy thì trong trường hợp này hồng cầu gắn những cái anti-D nó sẽ bị phá hủy thay cho tiểu cầu. Thì như vậy á, khi mà các anh chị điều trị anti-D thì các anh chị bắt buộc phải theo dõi những cái triệu chứng lâm sàng cũng như cận lâm sàng của một cái tình trạng tán huyết của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân tán huyết nhiều quá mình phải giải quyết cái nguy cơ tán huyết của bệnh nhân nữa. Và thực tế các anh chị ở cũng như là quan điểm của thành phố Hồ Chí Minh cũng như là quan điểm ở Cần Thơ ở đây thì tụi mình chưa có sử dụng cái anti-D để điều trị ITP bao giờ, tại vì mình rất là sợ cái nguy cơ tán huyết cho những cái bệnh nhân này mình sẽ không có kiểm soát được. Cái phương pháp thứ hai đó là rituximab, thì chắc có một số anh chị có nghe rồi. Đây người ta gọi là kháng thể đơn giản đánh trúng đích, đây là anti CD20, tức là những cái tế bào lympho B các anh chị. Những cái tế bào lympho B thì nó có một số cái kháng nguyên, thì trong đó nó có thể có kháng nguyên 19, 20, 22 v.v. Thì trong đó cái CD20 là một cái kháng nguyên rất là đặc hiệu
cho cái tế bào lympho B, mà tế bào lympho B là những cái tế bào tạo kháng thể. Do đó khi người ta sử dụng rituximab để người ta ức chế tế bào lympho B, khi tế bào lympho B bị ức chế rồi thì cái khả năng sản sinh những cái tự kháng thể chống lại kháng nguyên cho nền tiểu cầu nó sẽ giảm xuống. Và đối với cái điều trị rituximab đó, thì người ta mới áp dụng gần đây có khoảng vài năm trở lại đây. Thì khi sử dụng thì người ta sử dụng với cái liều là 375 mg cho 1 m dung da nha, các chị nhớ nha. Cái này người ta sẽ tính theo liều của hóa trị liệu nên người ta tính bằng mét vuông da. 375 mg cho 1 m dung da trong một tuần, tức là một tuần người ta sẽ vô thuốc một đợt, và đối với một cái đợt điều trị sẽ vô 4 tuần liên tục như vậy đó. Và cái chi phí tương đối cao á, cái rituximab cho một tuần điều trị thì nó dao động tùy theo cái chế phẩm nhưng mà nó sẽ dao động khoảng từ 20 mấy cho đến khoảng 30 triệu. Cái phương pháp thứ ba đó là etranacogene, đây là một cái loại thuốc cũng tương đối là mới. Đây là một cái chất đồng vận của thromboprazine, là một cái chất kích thích tạo tiểu cầu. Thì đối với etranacogene thì người ta có một cái chế phẩm đó là Revolac, viên 50 mg. Thì người ta cho uống với mục đích là kích hoạt cái thromboprazine, và cái thromboprazine này nó sẽ thúc đẩy, nó sẽ kích thích tủy xương để sản sinh ra tiểu cầu nhiều hơn. Thì đối với cái việc điều trị của etranacogene thì người ta sử dụng là Revolac một viên 50 mg một ngày, đó là cái liều khởi đầu. Và cứ mỗi một lần người ta tăng hay giảm liều thì người ta sẽ tăng 25 mg, và cái liều tối đa là 75 mg một ngày ha, liều tối thiểu là 25 mg một ngày. Thì người ta sẽ điều trị kéo dài và người ta sẽ ngưng thuốc khi nào số lượng tiểu cầu đáp ứng trên 400.000 thì người ta sẽ ngưng thuốc thử và theo dõi trong vòng 2 tuần xem số lượng tiểu cầu của bệnh nhân có giảm xuống hay là không. Nếu số lượng tiểu cầu giảm xuống thì người ta sẽ khởi động điều trị lại, còn nếu số lượng tiểu cầu ổn định thì người ta sẽ tiếp tục theo dõi. Và một cái viên Revolac 50 mg thì hiện tại giá thị trường, tức là cái viên viên chính hãng luôn đó các anh chị, nó khoảng 400.000. Và cái phương án thứ tư đó là phương án cắt lát, và hiện tại thì đối với cái phương án cắt lát thì em cũng rất là hào hứng với phương án này. Bởi vì sao thì có một số anh chị nói đối với bệnh nhân ITP thì cái lát của bệnh nhân đâu có to đâu mà cắt, nhưng mà trên thực tế xin thưa với các anh chị là tôi không có cho chỉ định bệnh nhân cắt lát vì cái lát to, mà tôi chỉ định cắt lát bởi vì cái lát này trong cái bệnh cảnh ITP thì khoảng 70% trường hợp là những cái tiểu cầu cảm ứng nó sẽ bị phá hủy ở đại thực bào ở lát. Do đó bây giờ tôi cắt đi cái lát, tức là những cái tiểu cầu cảm ứng này nó sẽ không có bị phá hủy nữa. Thì khi đó thì cái số lượng tiểu cầu thì nhìn chung nó sẽ được cải thiện một phần nào đó. Thì đối với cái chỉ định cắt lát này ở các anh chị, thì cái chỉ định này đối với điều trị ATP kháng corticoid thì cái chỉ định cắt lát nó cũng đã có rất là lâu đời rồi, lâu lắm rồi, và có những cái nghiên cứu kéo dài nhiều năm về cái hiệu quả của cắt lát. Thì người ta ghi nhận là đối với hiệu quả của cắt lát trong điều trị ATP kháng corticoid thì khoảng 80 đến 82% trường hợp là nó có đáp ứng sau cắt lát. Và cái đáp ứng này nó duy trì kéo dài trên 20 năm, tức là cái nghiên cứu đó nó được 20 năm rồi. Thì người ta vẫn đánh giá là cái hiệu quả của cắt lát nó vẫn còn được duy trì. Tuy nhiên thì cắt lát thì nó có một số cái khuyết điểm, ví dụ như người ta lát nó là một cái cơ quan của cái hệ thống miễn dịch nên chỉ khi nào bệnh nhân trên 5 tuổi thì người ta mới được quyền cắt lát mà thôi, tức là cái hệ thống miễn dịch tương đối ổn định rồi thì người ta mới được quyền cắt lát cho bệnh nhân. Hoặc là những cái bệnh nhân mà ví dụ như những cái trường hợp mà bệnh nhân mà người ta khó khăn trong cái việc tái khám thì mình có cũng có thể là mình theo dõi, mình cắt lát cho người ta để giải quyết cái vấn đề nó được tương đối là nó triệt để hơn. Và đương nhiên là cái chi phí điều trị của cắt lát nó cũng nhẹ nhàng hơn, tức là thường là mình tiến hành mình cắt lát cho bệnh nhân, tức là bệnh nhân phải chịu một cái cuộc phẫu thuật, nhưng mà bệnh nhân chỉ tốn tốn cái chi phí trong cái đợt phẫu thuật đó là nhiều, còn về sau chủ yếu là những cái đợt tái khám và theo dõi thôi, thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều cho bệnh nhân. Và các anh chị lưu ý là khi chỉ định cắt lát cho bệnh nhân thì trước đó thì mình phải có cái cho bệnh nhân chuẩn bị bằng cách là cho bệnh nhân tiêm ngừa những cái nhiễm trùng mà thường gặp khi mà bệnh nhân mất cái lát rồi, ví dụ như là phế cầu, não mô cầu và hemophilus influenza, là mình sẽ cho bệnh nhân tiêm ngừa những cái chứng bệnh đó trước.
nói tóm lại, cái bệnh cảnh ITP này là một cái bệnh cảnh thường gặp trong nhóm những cái bệnh lý huyết học, bởi vì khi người ta đưa ra những cái thống kê về cái tần suất của những cái bệnh lý huyết học thì người ta thấy là ITP là nhóm bệnh đứng xếp hàng thứ hai về cái mức độ phổ biến sau cái bệnh lý đó là bạch cầu cấp. Và các anh chị thấy là khi mình tiếp cận với một cái bệnh nhân chảy máu do giảm số lượng tiểu cầu thì có rất là nhiều nguyên nhân, gây giảm số lượng tiểu cầu ở trên bệnh nhân. Ví dụ như bệnh nhân có thể giảm số lượng tiểu cầu do nhiễm siêu vi, bệnh nhân có thể giảm số lượng tiểu cầu do bệnh nhân trước đó sử dụng thuốc rồi, hoặc là bệnh nhân có thể giảm số lượng tiểu cầu do một bệnh lý tại tủy xương. Nên khi mà các anh chị tiếp cận với một cái bệnh nhân giảm tiểu cầu thì các chị phải cố gắng xác định cho được cái nguyên nhân tại vì sao mà bệnh nhân bị giảm số lượng tiểu cầu như vậy. Thì khi mà mình xác định được cái nguyên nhân đó rồi thì mình sẽ điều trị theo từng cái nguyên nhân cụ thể thì nó sẽ có hiệu quả cao đối với bệnh nhân hơn, và tránh những cái tai biến cũng như là những cái biến chứng ở trên bệnh nhân. Ví dụ như là những cái trường hợp có một số bạn hỏi vậy thì đối với những cái bệnh nhân bị giảm tiểu cầu vô em cứ điều trị steroid luôn đi chị, điều trị steroid cho nó chắc, thì trên thực tế nó không phải chắc đâu. Ví dụ như có những trường hợp bệnh nhân nhiễm siêu vi mà trong cái giai đoạn mà nó đang gọi là những giai đoạn cấp thì trong những trường hợp đó nếu các bạn sử dụng steroid thì nó không có hay lắm. Ví dụ như bệnh nhân đang trong một cái bệnh cảnh là viêm gan cấp thì giảm số lượng tiểu cầu, ở khi đó các anh chị cứ thấy giảm số lượng tiểu cầu nè, các anh chị đèo quốc phát vô cái steroid liều cao thì cái tình trạng nhiễm siêu vi của bệnh nhân có thể bùng lên. Do đó mình cái vấn đề quan trọng là mình phải tìm được nguyên nhân để mình có cái phương án điều trị hợp lý cho từng bệnh nhân. Đó là cái phần nội dung trình bày của mình về cái bài ITP. Thì cái phần trình bày tới đây là hết. Kế tiếp làm bây giờ là cái phần giải đáp thắc mắc cho các anh chị. Thì các anh chị có gì thắc mắc về cái bài này thì các anh chị cứ mở micro, các anh chị hỏi luôn cho nó dễ, các anh chị cứ mở micro lên, các anh chị trao đổi cho nó dễ. Dạ xin mời. Như nói với bác sĩ Linh á, là chiều nay mình sẽ tranh thủ mình dạy luôn cho các anh chị một bài còn lại, đó là bài suy tưởng thực sự. Thì bây giờ hiện tại giờ đang là 4 giờ mấy rồi thì chắc tối nay chắc mình học bạn cho trễ xíu đi, khoảng 7:30 đi cho nó chắc giờ, để thôi trễ giờ các anh chị được. Dạ mời các anh chị đặt câu hỏi đi ạ. Thưa cô, cho em hỏi là ví dụ như có những trường hợp mà bệnh nhân tăng tiểu cầu đơn thuần đó cô, thì khi đó mình sử dụng chống cái tập tiểu cầu là đơn thuần vậy thôi rồi mình xét nghiệm lại, nhưng mà nếu mà nó chỉ tăng tiểu cầu thôi cô, ví dụ như vô bệnh nhân không có bệnh lý gì gọi là đặc biệt hết, chỉ là tăng tiểu cầu đơn thuần thôi, thì mình dùng chống cái tập tiểu cầu hay là còn sử dụng gì khác nữa không cô? Tại vì hôm trước em có gặp một trường hợp là tiểu cầu cơ tăng gần tới chín, gần tới cũng khá nhiều cô. Rồi, cảm ơn chị nha. Nhưng mà bây giờ cái đầu tiên nè, trả lời chị câu đầu tiên. Tức là khi các anh chị tiếp cận với một cái vấn đề của bệnh nhân thì việc quan trọng là mình phải xác định cái nguyên nhân của bệnh nhân là cái gì. Thì bây giờ chị nói là bệnh nhân vô viện vì một cái tình trạng tăng tiểu cầu đơn thuần, bệnh nhân không có triệu chứng gì hết, thì chị phải biết được là bệnh nhân này, xin lỗi, thì chị phải biết là một cái tình trạng tăng tiểu cầu như vậy thì có những cái nguyên nhân nào có khả năng làm cho bệnh nhân bị tăng tiểu cầu. Ví dụ như cái nguyên nhân tăng tiểu cầu đầu tiên á là chị đang suy nghĩ là một cái bệnh lý ở tại tủy, tức là nó nằm trong một cái hội chứng gọi là hội chứng tăng sinh tủy ha. Hội chứng tăng sinh tủy nó làm cho số lượng tiểu cầu tăng lên ha, thì đó là cái nguyên nhân đầu tiên. Cái nguyên nhân thứ hai đó là tăng tiểu cầu thứ phát sau cái bệnh lý nhiễm trùng, các anh chị có nghe đó. Ví dụ như trong những cái trường hợp bệnh lý mãn tính hoặc là những cái nhiễm trùng mãn tính như là bệnh nhân bị lao phổi chẳng hạn, hoặc là bệnh nhân bị có những cái nhiễm trùng mà nó cứ tái đi tái lại hoài trong cơ thể của bệnh nhân, thì khi đó các anh chị sẽ thấy là phản ứng tăng tiểu cầu, chúng ta gọi là tăng tiểu cầu phản ứng do nhiễm trùng. Hoặc là có một cái bệnh cảnh mà rất là phổ biến mà bệnh cảnh rất là nhẹ nhàng, không biết các anh chị có để ý hay là không, đó là những cái trường hợp tăng tiểu cầu phản ứng do cái bệnh cảnh thiếu sắt.
tức là có những cái bệnh nhân người ta bị thiếu máu thiếu sắt các anh chị, thì các anh chị nhìn vô cái xét nghiệm công thức máu các anh chị sẽ thấy số lượng tiểu cầu của bệnh nhân nó sẽ tăng lên ha. Ví dụ như bình thường nó là từ 150 đến 400 ngàn thì nó có thể là tăng lên 500 mấy 600 hoặc thậm chí là 600 mấy chục ngàn, thì cái đó là tăng tiểu cầu do phản ứng trong cái bệnh cảnh của bệnh nhân bị thiếu sắt. Hoặc là những cái bệnh cảnh ví dụ như bệnh nhân này tăng tiểu cầu sau khi cắt lớp, hồi nãy mình có nói đó, lớp nó sẽ bắt giữ khoảng 1/3 số lượng tiểu cầu và máu ngoại biên, nên khi các anh chị đè, các anh chị cắt mất từ cái lớp rồi thì 1/3 tiểu cầu trong máu ngoại biên đó, xin lỗi, ở trong lớp đó nó sẽ đổ ra ngoài máu ngoại biên luôn, thì khi đó số lượng tiểu cầu ngoài máu ngoại biên nó sẽ phản ứng tăng sau cắt lớp. Các anh chị có những cái trường hợp số lượng tiểu cầu sau cắt lớp nó có thể tăng lên 1,5 triệu, thậm chí là 2 triệu sau cắt lớp trong những năm đầu tiên, và sau đó dần dần thì số lượng tiểu cầu nó sẽ điều chỉnh trở lại và nó sẽ giảm dần dần. Do đó vấn đề đầu tiên là các anh chị phải xác định con nguyên nhân nó là cái gì đi cái đã, thì các anh chị mới điều trị. Ví dụ như là nguyên nhân tăng tiểu cầu do thiếu sắt thì các anh chị bù sắt cho bệnh nhân, thì khi cái lượng sắt ở trong cơ thể bệnh nhân ổn thì cái số lượng tiểu cầu nó sẽ giảm xuống. Hoặc là đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân bị phản ứng viêm, thì khi mà bệnh nhân đang có một cái tình trạng viêm thì bệnh nhân có phản ứng tăng tiểu cầu, nhưng mà sau đó khi cái tình trạng viêm nó ổn rồi, ổn định rồi, thì số lượng tiểu cầu của bệnh nhân được hồi phục ha. Hoặc là bệnh nhân đối với những trường hợp bệnh nhân cắt lát thì mình phải chấp nhận ra, mình phải chấp nhận trong cái trường hợp cắt lát là mình phải theo dõi cái số lượng tiểu cầu của bệnh nhân. Còn đối với những cái trường hợp giống như cái bệnh cảnh cuối cùng mà mình hay nói đó, tức là bệnh lý tăng tiểu cầu nguyên phát ở tại tủy trong cái hội chứng tăng sinh tủy, thì trong những cái trường hợp đó thì các anh chị cần phải chia ra về cái yếu tố nguy cơ của bệnh nhân. Ví dụ như một cái bệnh nhân trẻ tuổi, bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ gì về bệnh lý của mạch máu, những cái nguy cơ về tắc mạch, tức là hồi trước giờ bệnh nhân không có cái yếu tố nguy cơ gì hết trơn ha, bệnh nhân không có tăng huyết áp, bệnh nhân không có đái tháo đường gì hết, thì khi đó nếu mà số lượng tiểu cầu dưới 1 triệu thì các anh chị chỉ sử dụng duy nhất đó là cái kháng thể tập tiểu cầu mà thôi. Các anh chị có thể sử dụng aspirin hoặc là lobidogel gì đó tùy. Còn đối với những cái trường hợp mà số lượng tiểu cầu tăng trên 1 triệu thì khi đó người ta sẽ xem xét, nếu đúng là hội chứng tăng sinh tủy thì người ta sẽ phối hợp thêm những cái thuốc để giảm số lượng tiểu cầu. Ví dụ như trong trường hợp người ta có thể sử dụng cái thuốc giảm số lượng tiểu cầu mà giảm luôn những dòng tế bào máu khác là HIRA, thì người ta có thể sử dụng cái loại thuốc đó. Hoặc là có một số cái chế phẩm mà nó sẽ chỉ giảm đơn thuần cái dòng tiểu cầu thôi, nhưng mà cái loại thuốc đó thì hiện tại ở Cần Thơ cũng chưa có. Nên thông thường đối với những cái trường hợp là hội chứng tăng sinh tủy mà có chỉ định sử dụng giảm tế bào thì tụi em sẽ sử dụng thêm cái hydroxyurea để giảm số lượng tiểu cầu xuống. Còn đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân lớn tuổi hoặc là bệnh nhân có cái yếu tố nguy cơ, tức là trước đó ví dụ như bệnh nhân này có cái tiền sử là nhồi máu cơ tim trước đó, hoặc là bệnh nhân có tiền sử nhồi máu não trước đó, hoặc là bệnh nhân có tăng huyết áp, đái tháo đường, thì khi mà cái số lượng tiểu cầu nó tăng, mặc dù là chưa vượt quá 1 triệu, có thể là nó tăng trên 500-600 ngàn, thì tụi em đã khởi động vừa ức chế cái tập tiểu cầu và vừa sử dụng luôn cái thuốc triệt tế bào luôn. Tức là nó sẽ tùy theo từng tình huống mà mình sẽ có cái phương án xử trí riêng. Dạ cô ơi, cho em hỏi. Dạ. Trong cái phần cận lâm sàng của cô có xét nghiệm viêm gan B với C để loại trừ của cô. Ví dụ như trong trường hợp cái dương tính đó cô, thì mình quy cho nó là do viêm gan B C, phải làm gì khác đúng không cô? Như thế này bạn, câu hỏi rất là hay. Chưa có ai hỏi về cái chuyện này, nhưng mà mình cũng nói với bạn luôn là trong những cái trường hợp bệnh nhân bị nhiễm siêu vi mà bệnh nhân gây giảm số lượng tiểu cầu thì thường cái bệnh cảnh nhiễm siêu vi đó nó phải thuộc về cái giai đoạn cấp tính. Ví dụ như đối với HIV thì nó chỉ giảm tiểu cầu ở trong giai đoạn S mà thôi, tức là trong giai đoạn suy giảm miễn dịch. Còn đối với cái bệnh cảnh mà viêm gan B hoặc viêm gan C thì nó chỉ gây giảm tiểu cầu trong cái trường hợp là bệnh nhân đang ở cái giai đoạn viêm gan cấp mà bệnh nhân phải có chỉ định sử dụng thuốc diệt tế bào. Ví dụ như nếu là viêm gan B thì bệnh nhân phải là viêm gan B cấp, thì trong trường hợp đó thì mình sẽ làm thêm một số xét nghiệm để đánh giá coi cái giai đoạn bệnh nhân này, cái viêm gan này nó nằm ở cái giai đoạn nào. Ví dụ như các anh chị sẽ xét nghiệm thêm cái men gan, các anh chị xét nghiệm thêm xét nghiệm HBeAg chẳng hạn, hoặc là xét nghiệm anti HBcIgM
hoặc là cái xét nghiệm HPV DNA, tức là đo tải lượng virus. Thì nếu mà sau khi mình đề nghị một loạt những cái xét nghiệm để đánh giá cái giai đoạn của viêm gan, mà nếu các anh chị đánh giá à cái trường hợp này đang làm cái tình huống là viêm gan cấp ha, thì cái việc đầu tiên của mình đó là bệnh nhân đang có một cái tình trạng giảm tiểu cầu nặng và gây chảy máu, thì các anh chị sẽ truyền tiểu cầu để các anh chị cầm máu. Và trong những cái trường hợp mà giảm tiểu cầu do có nguyên nhân đó, ví dụ như là do viêm gan như trong trường hợp này, thì các anh chị truyền tiểu cầu vô thì nó sẽ có được hai nhiệm vụ. Đó là nhiệm vụ đầu tiên, đó là cầm máu, và nhiệm vụ thứ hai là sẽ nâng cái số lượng tiểu cầu của bệnh nhân lên một phần nào đó. Và sau đó kết hợp là mình sẽ điều trị cái viêm gan. Khi cái điều trị viêm gan ổn rồi thì số lượng tiểu cầu của bệnh nhân sẽ dần dần hồi phục ha. Còn nếu mà khi các anh chị xét nghiệm ra những cái xét nghiệm để đánh giá cái giai đoạn của viêm gan, nếu mà các anh chị xét nghiệm HB EAG âm tính, chẳng hạn viêm gan bình thường, HPV DNA nằm trong cái ngưỡng không cần phải điều trị, ví dụ nó có thể là HPV DNA khoảng 10 mũ 2 chẳng hạn, thì khi đó mình sẽ xác định bệnh nhân này là có khả năng là một cái trường hợp ITP kèm theo một cái tình trạng viêm gan mạn tính ha, đang ở trong cái giai đoạn mạn. Như vậy thì mình phải làm sao? Thì khi đó khi mà các anh chị có chỉ định điều trị cái steroid thì bắt buộc nha, bắt buộc là các anh chị phải khởi động luôn cái điều trị thuốc kháng virus cho bệnh nhân. Mặc dù với cái tình trạng của bệnh nhân, với cái xét nghiệm đó là chưa có chỉ định sử dụng thuốc kháng virus, nhưng mà trong cái điều trị ATP khi khởi động cái steroid liều ức chế miễn dịch thì bắt buộc phải sử dụng luôn thuốc kháng virus cho bệnh nhân. Và sử dụng đến khi nào? Thì khi các anh chị kết thúc cái việc điều trị ATP, các anh chị ngừng cái steroid, thì các anh chị thử lại viêm gan. Nếu viêm gan nó vẫn ở giai đoạn ổn định thì các anh chị được quyền ngừng cái thuốc kháng virus cho người ta. Dạ em cảm ơn cô. Dạ alo, cô cho em hỏi là cô có thể chia sẻ một cái tình huống sử dụng mà steroid đó cô. Tại thường em cũng hơi nhát tay, nếu mà xài 1000 mg thì thấy nó hơi nhiều. Mà em cũng hay gặp trường hợp ca cấp cứu là khoảng 5-6 ngàn tiểu cầu, 5-6 ngàn trên milimét khối á. Thì thường là em truyền khoảng 200 mg retinol thôi, cộng với tiểu cầu thì thấy nó cũng ổn. Vậy cho tính hỏi là cái mức nào thì nên sử dụng, hay là sử dụng 1000 mg luôn á? À, vậy nè bác sĩ Linh, thực ra thì đối với kinh nghiệm của tụi chị, khi tụi chị triển khai thì cách đây khoảng năm sáu năm gì đó, thì bắt đầu là triển khai theo cái phác đồ là sử dụng trong những cái tình huống mà giảm tiểu cầu nặng á, thì sử dụng steroid liều cao. Này là theo phác đồ của Bộ Y tế cũng như là theo ASHAT thì họ cũng có khuyến cáo em. Thì gần như là chưa có một cái trường hợp nào có vấn đề gì hết, ví dụ loạn thần cấp gì đồ này kia là cũng chưa có thấy gì nhiều lên, nên tụi chị vẫn xài bình thường, không có vấn đề gì. Còn chắc là em chưa có quen nên hơi nhát, nhưng trên thực tế thì sử dụng một cái thời gian rất là ngắn vậy thì nó cũng không có đến nỗi nào. Tại vì sao? Tại vì người ta, nếu mà em sử dụng, ví dụ như khi mà em thấy sử dụng cái steroid với một số người bình thường không có quá nhạy cảm, thì đối với những cái phản ứng tăng đường huyết cũng như là những cái phản ứng về huyết áp thì thường nó sẽ sử dụng kéo dài khoảng trên 7 ngày hay gì, thì nó mới có thể hiện cái tác dụng phụ rõ ràng. Còn đối với mình sử dụng thời gian ngắn khoảng 3 ngày, còn đối với metronidazole liều cao hoặc là 4 ngày đối với dexamethasone thì cũng chưa có thấy cái tác dụng, cái biến chứng gì nhiều lắm. Và em hỏi là vậy thì giờ em xài khoảng 200 được không? Thì trên thực tế thì về liều là người ta khuyến cáo đó là 1000 metronidazole. Không nên giảm, bởi vì sao? Là bởi vì mục đích của người ta muốn sử dụng cái liều cao như vậy á, giống như là một cái tình trạng mà hệ thống miễn dịch nó đang rối loạn rất là nhiều, thì người ta sẽ sử dụng với một cái liều rất là cao để người ta ức chế một cái bùm, giống như là chị hay nói với bạn là giống như một cái một quả bơm nguyên tử bỏ cái bụp xuống, sử dụng liều rất là cao trong vòng 1-2-3 ngày thì để ức chế toàn bộ cái hệ thống miễn dịch của cơ thể. Và sau đó cái nền đối với cái metronidazole sẽ là liều tấn công thông thường, chỉ có 1 mg trên 1 kg cân nặng mà thôi nha. Còn đối với dexamethasone thì người ta sẽ ngừng luôn. Do đó theo chị thì em cứ sử dụng bình thường chứ em không nên giảm cái liều xuống.
Còn ví dụ em hỏi là vậy thì có nghiên cứu nào để so sánh giữa liều 200 với liều ngàn, thì hiện tại chị cũng có tham khảo mấy cái nghiên cứu về cái điều trị ATP, thì cũng không có một cái nghiên cứu nào giữa cái liều 1.000 mg trong những cái trường hợp giảm số lượng tiểu cầu nặng và những cái liều thấp hơn hết. Các bạn còn gì hỏi nữa không? Nếu không hỏi thì mình nghỉ ha. Tối nay mình sẽ bắt đầu lúc 7 rưỡi. Dạ cô ơi, nhờ cô gửi bài cho lớp thì muốn cô tại cho bài này cho lớp chưa có. Bài bài quạt là cũng chưa có luôn hả các bạn? Dạ thưa cô chưa ạ. Dạ rồi mình sẽ gửi. Dạ, cô cho xin file bóng qua luôn được không ạ? Được, nhưng mà với điều kiện là các anh chị đừng có bỏ lên mạng xã hội nha, đừng có tải lên tùm lum, các anh chị cái sử dụng mình sử dụng bình thường thôi ha. Dạ cảm ơn cô ạ. Rồi rồi, cảm ơn các anh chị, chào các anh chị ha. Dạ chào cô ạ.